Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới sắp xuất hiện trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia là bước sang nửa sau tháng 8 trở đi thì tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng phức tạp hơn và diễn biến khó lường. Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Dự báo khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123 đến 124 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Tại đây, theo như dự đoán, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hai hướng chính, cụ thể một là tiến vào Biển Đông nước ta và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hai là vùng áp thấp này tiến vào Đài Loan của Trung Quốc. Vị trí cường độ và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Tình hình trong thực tế còn nhiều thay đổi nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Bắc có mưa dông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3,5 đến 5m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay đến ngày 10 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Tiếp theo là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Riêng khu vực Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến từ ngày 10 tháng 8. Từ ngày 11 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ nên bà con ở khu vực này cần hết sức chú ý. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển Thâm Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có giật cấp 7, biển động. Đêm gió yếu dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm gió yếu dần. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm gió yếu dần. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, đêm gió yếu dần. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, đêm gió yếu dần. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc, ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.